sau thời gian mình đi gặp ngay một cái cây me cả nhà ơi, cái nhà này ở đó cây me luôn ha. Có trái nha, nhưng mà hả, trái mình ăn cho tôi coi nha, xem nha, quá được trái luôn cả nhà ơi, cây me giữa đồng luôn cả nhà, hai mà đồng luôn đó, kêu bên là cây ao mình bắt cá đó. Cái me nè, không biết cái me này chín chưa nè, hay à, ôi nó khô queo rồi, chắc me mới chín rồi quá. Trời ơi, nó chín rồi nè, nó chín rồi cả nhà ơi. Ăn thử coi. Chua. Chua. À, chua. Thử trái đi, trời ơi, chua lạ quá. Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay Cảnh sẽ đi bắt cá ở ngoài giữa đồng nha cả nhà, một cái ao thật là ngoài đồng trống luôn cả nhà ơi. Đây cái ao nó nằm phía sau mình, sau lưng mình đó cả nhà, đó cả nhà thấy không đó. Mình sẽ xuống đó mình quậy lên sình bắt thật là nhiều cá, có con cá gì thì mình bắt con cá đó ngay cả nhà. Thôi cả nhà theo mình đi bắt cá nha. Hy vọng sẽ được nhiều cá cho cả nhà xem. Thôi đi ngay cả nhà. Đi. Ủa, cái này có lý này, con ốc nè. Trời ơi, kêu bắt cá, kêu họ ốc. Mày xuống luôn đi. Quy xuống luôn đi Quy. Chị. Xuống đi lắc vô nhà ổng nữa. Đây à. Đó, cạn thì hoài đâu có lúng dữ đâu. Không bắt cá đâu. Cãi mày bắt ở trên bờ kìa. Đi đi Quy. Xuống lắc đi nhìn cái sình ấy thôi. Kéo hết. Ủa nó nổ một thau mới sợ á. Trắng rồi. Cá nhảy quá trời luôn kìa. Ừ, đủ má này nhẹ, để làm đụng lưới rồi đó. Này, ốc trời ơi, cá bự ghê, ông nhảy kìa. Quá trời luôn. Cứ nhảy. Trời ơi. Nữ vô cơ. Rồi, dở lên luôn. Dở lên, dở lên, dở lên. Dở lên. Trời ơi, quá trời. Ôi, nè. Dạo dạo cho nó bớt, trời dạo cho bớt hình đi. Cởi áo ra cái là cầm đi. Quá trời không. Ủa má một thao một kén luôn sợ đó. Đợi dậu vậy nó làm cái. Không kéo hết rồi không có một thao nó mới sợ đó. Con dậu cũng nản quá không về rồi. Nè 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 má như là một chén. Nó không xuống nó xuống mề. Trời dính cái rô luôn. Vô nó sợ nó chán quá. Mày đừng có mở đi mà theo mà phụ nó. Ôi rồi một chén luôn thấy chưa. Hết vô luôn. Hết vô luôn. Con cá bự. Ở đâu? Tôi vừa góc lưới nè. Thấy rồi, bắt nó ra coi. Nó huy lắm. Ừ vậy. Huy đâu chui. Huy đâu mà quậy cái này mà nó còn đó. Hả? Nó huy lắm. Má, tụi bây rồi có mấy chích phải biết rồi mà canh ta tát. Con cá bự nè. Không. Con cá. Huy không? Chồng má luôn á. Có huy hả? Nãy giờ chắc lại con lưới dính chổng luôn. Dính đâu không ra được à. Không ra được. Hơn ai ngờ tôi vợ tôi cục đất. Sao có phi gì quá lớn nhiều tới nay còn sót lại. Ôi chừng nó chạy. Rồi có phi. Ừ, ừ, trong nè. Ôi lụm cá rồi đi. Rồi được con cá bự rồi được rồi. Cá trắng đi. Nó văn. Ở đường trùng có phi vậy được cũng được hơn. Nó văn qua cái bỏ. Bỏ vô. Ở dưới nó cứng rồi, nó còn lúng cái dưới rồi. Hết rồi, nó vậy á. Cái ao này trước nó móc rồi. Trời ơi, bụm đùi luôn nè. Để đó không có cá. Trời quá trời luôn. Cái này nhiều nhất nè. Nó xô lại. Nó xô lại. Không đâu có lúng đâu sợ ta. Quá trời luôn. Nó sợ sình thời giờ rồi. Hốt đi em. Anh Tư lại hốt anh Tư. Trời ơi, nhóc luôn rồi. Quy xuống hốt đi. Trời ơi đủ. Hốt nuôi luôn. Trời ơi. Mê luôn rồi. Cá sặc, cá trắng.
ba giờ biết vô vô miệng kéo từ từ á, kéo từ từ thôi, cầm luôn cái dành dưới đây nè, rồi nó sao một bụng luôn, rồi ơi mày đổ ra ngoài nữa, trời ơi thôi lai luôn, kéo ra đời mà đổ ra ngoài bỏ vô thùng không bỏ rồi nè, quá trời rồi, rồi kéo mẹ nữa đi, kéo mẹ nữa đi, chúng ta đi qua đây. Đuổi như chuột lọc luôn rồi. Ê, đuổi 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 ra để đuổi ra. Vô nè bà con ơi. Bật chén nữa nè. Trời ơi, tát lên người đó. Rồi, cái kia trận lợn đầu đó. Dữ vậy. Đó đó hả? Rồi sao rồi. Vô mày giả lên, giả lên. Ờ, giả lên cũng nhiều nè. Nó giờ nó ngợp thở nó rồi. Rồi gì rồi. À, để lắc lắc cho sập đi. Dạ Quy né Quy. Trời té luôn. Hả? Đợi cho nó sạch đất đi. Đó, bụm nữa kìa. Trời. Trời ơi, không? Đúng nữa Quy ơi. Quá trời luôn nè. Trời ơi. Mẹ này con quéo tiêu ăn ngon. Nặng chưa? Quá trời. Đó là không có cá. Không có cá. À. Quá trời má còn nổi nhóc. Rồi thôi đi cặp mé Quy. Cặp mé, giờ nó vô mé không à. Nè cặp cái này nè. Cái đất, cái đất nhiều. Nhẹ. Ê, đi ngược bay đuổi nó ra. Ôi, nó bự luôn Quy ơi. Đậu đậu đậu. Đậu. Chà. Hãy xử cái chào. Con cũng được, giờ của nó bự rồi đó. Đi đuổi qua đây cho. Nhận lại, nhận lại. Sàn nó hết rồi. Xuống dưới luôn. Xuống lại cho tôi lùi luôn. Chậm lại, chậm lại. Trời thấy quá trời quá. Tính vô, tính vô. 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 Chân này rất nhiều à. Đúng, có tép quá đâu luôn khác. Tính bò, tính đất á. Đúng à. Nhiều không, nhiều không? Ai hả? Giống đứa con ngủ quá vậy. Trời ơi, tép nữa rồi. Tép nó bay trên mấy bờ quá trời, tép luôn á. Bắt đi. Ai bắt được hả? Ai kéo kéo. Đó, có tép. Nè, cũng phải bụm ra tay nè. Vô, vô, vô. Nè, nè. Rồi bụm nữa. Thùng nè, hai bắt đi. Ôi. Một bụng tay mà. Chén nữa nè. Bắt lát về ăn chả ăn gì hết. Chén nữa mới mới. Chị khó mừng. Đi chồng mẹ bắt chén lên. Vô cái chắn rồi. Cái sạch cũng có nữa. Vô. Rồi dục ra ngoài luôn rồi. Một xô luôn. Ba nửa xô chưa? Gần rồi đó. Luôn cá rô luôn. Cá trắng này thầy quá trời luôn. Ôi nè. Nó còn lên khên trời. Cái quài cũng hết mà. Chỉ đầu này nè. Bây giờ mình đi bắt tép vào dòng mé. Nè, trời ơi, tép quá trời luôn. Nè, nó nằm lên khên luôn nè. Quá trời luôn Quy. Ừ. Nè, đó. Tép lên nó về. Trời ơi, quá trời tép luôn nè. Nó dục cái dục lên, nó búng nè, nó búng nè. Nè, thấy không? Đó, nó nằm lên khên luôn nè. Nó nổi lên không à? Trời ơi, nó nằm quá trời luôn, sao bắt? Nè nè, bự bự luôn á. Ừ. Dục rồi, nó dục lên, đầm lên đây nè. Trời ơi, nằm cặp mé nằm hà luôn nè. Cái trắng này chắc là nước. Giờ ông đi cho nước nè. Trời, coi nó nằm nè. Đi cho nước nó chạy. Nó quay ngược lại. Chưa lắm luôn á. Bảy này ngày sao quên ta. Ôi anh, trong cái lỗ này. Ôi, 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 ôi,
té quá trời luôn nè. Quên nè. Ê, quên bỏ đây nãy giờ quá trời như nè. Quên nè. Quá đá nè. Ôi chốc, nó đóng vương trong bờ quá trời luôn. Đẹp quá trời luôn. Lôi, lôi, lôi. Hốt đi, hốt đi. Hốt đâu hốt, quên hốt thì đâu. Nè. Để Huy đi bắt tép. Tép được bờ hả? Ừ. Nóng quần hơn quá trời. Trời ơi. Một nửa ký. Tính như đất luôn á. Cát thì nó con chua đi. Đó. Quá trời. Ủa trời, anh nó nhảy luôn rồi. Trời, sao có nó nằm nè. Ờ, hả? Cái bạch cái lỏ thang vậy nè. Mới thôi nó nhảy nha. Chị hết nổi rồi bạn, chị hết nổi rồi. Ngọt vô mé quá trời. Trời, nằm lên tay luôn nè. Đi ra chỗ kìa. Quý cầm cầm lên đó Quý. Để nó thấp quá nó lên. Quý. Tép bỏ vô bịch nè. Kẻ ao này quá trời luôn rồi. Chắc chắn. Có bịch không? Kìa. Lỗ này mấy con này nữa nè. Chưa ăn coi. Ủa cái bầu nó cá trời ơi quá là quậy té tới bầu nó nhóc rồi cái này bắt mơ té gì nó canh bầu ăn ngon lắm chứ quá trời luôn giờ đi vòng vòng rồi bấm trời ơi nữa rồi nè ông mình có một tay quá trời luôn rồi cá nhảy vô đây ở nè nè chích ngọt cái tay quá. Cuốn tới cuối luôn. Còn ngon không? Đèn cá nhẹ mở thêm không? Rồi bắt cá luôn. Một chén luôn. Trời dưới cái lô luôn. Trời ơi nhiều quá vậy ông chú ơi, còn nổi không? Trời ơi sao mà không nổi bu rồi. Thằng tan chân chứ trời ơi. Để dưng ba lên lấy thùng bê khác đi. Quá đẹp cá luôn. Cá tới cá luôn. Cá tới đây. Nửa thùng bê này nè. Quá trời luôn. Giờ mình tép nó, giờ tép nó bung mé nè. Đi bắt thôi hả? Quá trời tép bò. Dạ. Dạ rồi mà. Khi mà mới quá trời quá. Có rồi. Người bắt không được. Có nghĩ hả? Có quá tép mà. Đi giữa đi hàng kia giữa. Nổ gì, nổ gì nha, rồi lát ai đi không chịu khó cầm đồ giùm cho chị. Ơi càng giữa đất tép mà. Đâu nước uống ơi. Ơi. Nó không được bọt tép. Ủa tép nó về ngon quá. Đâm dập dập nó canh bầu một bà khó rồi chưa cho dập à chia sẻ rửa bớt đi vậy đâu quay đưa chị tay coi coi không à rồi chắc chắc dẻo dữ được lên đồ luôn quá ghê vậy mấy chân ba tay chân đồ đạt rồi đấy chỉ có người ôm cho cháu ôm nè dép.
Thôi đứng lên đi, cái gì rắc nó dính sình không á. Cái tay tao dính sình rồi. Rồi đủ rồi. Nghe đủ ăn rồi, nhiều quá rồi. Cười bớt. Quá sình rồi. Quay về được có à Phú. Tôi lấy bị dán luôn. Lấy về. Thôi đây là thôi. Mồi tới mồi luôn. Để đủ nước dữ vậy. Rửa đâu. Rửa xuống nào rửa. Nhảy xuống rồi. Kệ tao lội xuống dưới kìa. Từ các cha. Để không ấy. Này có cá trà đó. Thầy Lộc có máy bơm không? Có. Bơm tấm heo đi. Ủa. Thằng A luôn nè, cho coi nè. Ai không có cá gì nha coi. Lửa thùng đi. Cho ông nè. Ông trên cỡ trên xe. Ông mượn sao vậy? Nước chảy trên kia kìa. Đứng đây gì chỉnh ngay đứng đây. Ông ngồi bên kia, anh trên cái giữa đây. Sang cái thật lửa cùng luôn. Lên sân ngay không được nè, gắn vô lên sân này cho nó động. Lũi đại sao? Lên sân. Trời, thằng này đắng chết bà luôn. Lũi đại mạnh vô, nó vô rồi. Cái gì vậy? Đó, lên đây nè, giữa. Cái gì? Chạy cái bộ, chạy. Gì đâu? Cái gì chạy á, ù nó có lên sân nó giữa, nó mát có đâu. Bé lên nó rồi. Ủa nãy mới lũ sâu lắm mà ta. Cái nào cũng đây đi, cho tăng hết. Có rửa thì cho để vô. Có cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái rồi, bể ống rồi. Tưới thôi đừng có cầm sệt. Đừng có bớt. Nó dơm á, tụi lẹ lắm á, quay. Cái gì cứ là kẹ dơm cái vụ kìa, lấy miếng thôi mà tụi lẹ lắm á. Chăn da đó, chặt luôn á, kẹ kiên kìa. À, cầm nó. Nước hào tôi ngon ghê không? Ai à, dối trước lát còn dối sau rồi có thể có một dành dẹp khu. Lát nữa con nổi lấy kia nó vô tắt bụng lâu tắt bụng. Sập rửa cái gì vậy? Con còn ngồi hát rồi. Hả vậy? Mà hả? Còn đổ cái giữa đi. Bỏ cái xếp ra cái gỗ này nè. Bỏ rồi luôn. Bỏ ra cái gỗ này. Bỏ ra cái gỗ này phải thưa á. Thì cái gỗ này nè. Thôi gỗ, tép, tép rồi được. Cái trắng da không? Cái trắng lọt à. Sao giờ rửa? Rửa tép nè, tép nè. Còn trong vịt nhiều quá. Trùng. Trời ơi, mới thép luôn. Trời ơi, đây được mực canh luôn nè. Gì mực canh quá trời. Cũng giống như đó, ba nồi canh. Ủa, tép này ngọt quá nè. Nè cái bầu hả? Nó bầu hả bí? Bầu như đó, nấu ba nồi canh. Ờ, nó đè như đép dưới đây vẫn xíu nè. Rồi, rồi, được rồi, chút cái thịt đi. Mẹ đi đâu về mất gà vậy hả gì? Trời ơi, đây tép. Còn quá trời, bay hết đây thôi. Đã không? Được, mọi người ơi. Tép nằm ở đổ. Tép nằm. Đây giữ đọc đi. Rồi để thôi nó xùm nữa. Nổi giữa này cái gì? Nè, đây hai con nè. Con mới xịn xuống. Nè, đây nè.
giàu á. Hả? Giàu đó. Thịt cái này có xịn ra đi đủ. Trời ơi. Trời gì cũng vậy sao. Trời ơi. Đổ cá ra dỗ luôn. Cá trắng gì không hả? Không. Rồi. Mấy cái trắng ngon mà. Thôi. Đổ ra dỗ đi. Đây đi. Đổ ra dỗ đi. Đổ cá nè. Tép qua bên. Rồi. Bỏ đây. Đầy dỗ luôn rồi. Còn nó không? Còn. Còn ký đất chẳng nữa. Cái thau đổ nước vô á. Cái thau á. Xuống lấy cái thau vô. Vô. Cái thau đi. Đổ vô, đổ nước vô bắt nữa luôn. Trời ơi, ở đây hả? Đây cái chân ra hả? Dạ, ốc quấn rồi nè. Wow, vỗ cái trắng luôn. Cái miếng nghỉ. Rồi hôm qua ngoài nó dỗ, để nó dỗ nè, cứng thì sợ ra. Trời ơi cá. Hả? Đây mò cá là dễ mò dưới ta. Mò đây dễ mò dưới nè. Cá rô. Cá này mò cá gì ra cá đó hả? Ôi trời ơi. Trời. Cá quá trời luôn. Nghèo lắm luôn. Bên này cũng có tép rồi nè. Ai bỏ rồi. Mình kéo vô. Tắt lên bà ơi. Ê, cái bạn thịt này cá vậy? Con cá. Hướng đại đầy thùng đi. Như ghép ra. Còn đủ làm mọi người trời đi sao mà làm. Đem vô cho hơi mát rồi. Rồi rồi nữa. Sao mẹ ơi, mẹ đấy. Đại thùng có gì là lắm thôi. Ghép ra cái đi. Ghép ra cái đi rồi mình. Dạ dạ. Qua đây nè. Chắc mày quậy banh chảnh chảnh hả? Đất lên hết rồi. Con giống tay lưới ở dưới đất. Rồi, mới vô ở dưới đồ đồ để mốt lấy kéo nữa, rồi mai mốt nào ăn ra kéo tiếp. Được mới vô luôn kéo. Trời ơi. Dưới đâu kéo luôn, ở đâu dưới đâu. Dục lại luôn rồi. Anh lớn bụng. Múc rồi đem về trong cái làng trồng nó cho bớt gì ăn hết. Chắc đủ mấy cái mùng ngủ hay gì. Quấn kéo. Quá trời. Trời ơi, không lên chạy quá trời luôn á, con không chậm giờ mới là xuống dưới hồ dựng
không mà điện kêu xuống nữa coi. Kêu hết mới nè, về về làm ăn chứ ngủ đâu ngồi hết. Không, không, ngồi nữa hết luôn đi vậy. Làm luôn. Hả? Nằm nói ở đây làm cái chuyện quá. Trời đủ mấy nhiều đóng tay mọi người con lẻ không. Chị đưa cái dao nó nhanh nhỏ vậy làm chứ. Tông kìa. Ăn thử à. Cái này hai bột lẩu quá nó ngon. Ăn chứ. Cháo không? Cuốn này. Hả? Chạy đi mua đủ mà không đủ. Kìa nói không nói không giờ cũng cháo không? Chạy mua vô sống bún rồi. Tài đâu rồi? Mấy cái đồ là sao giọng đổ miếng nước vô giọng không? Giọng đi lấy theo đầu giờ giọng đi. Chết queo giống. Chị Nam nó không về mà không hốt. Rồi cà phê với tử hay gì vậy? Nên mà giọng cà phê luôn đi. Cá phi khủng lỗ. Cá đâu nó chui được cái lưới nó bắt được. Được nó bắt nó câu mấy con cá được ba con cá phi cầu đá luôn. Giờ vô tưởng con cục đất không ai gần cá phi. Tết viết ương bầu. Kéo sao cái lưỡi đó nằm hay ta? Sao xuống được. Chắc làm sao? Cái gì? Chín nữa. Mà kéo dữ lắm sao nó không vụt vậy được. Cái gì chú? Hả? Cái gì? Cá phi. Được không? Đó. Lấy nghe hả? Nằm đâu sẵn trong lưới không thầy. Tưởng bóp cái sạc nó bắt ra lật luôn hả? Mày bắt bắt đi. Sắc bự để cho chết queo giá rồi đó là sao? Dẫm con lũi luôn đi. Đi đổ ở đây luôn ha. Trời ơi, để tay cái rô nó xiên lại khổ béo mà. Ừ. Ngồi cái đồng ăn. Mà. Ngồi cái thức ăn. Cái tự nhiên này không ăn đi chợ luôn. Cái nuôi hả? Cái nuôi không. Đây một vỗ cá luôn, quá trời nhiều luôn. Như đây chắc cỡ 5kg trở lên quá, quá nặng luôn nè. 2, 4, 5 người làm. Sau 1 tiếng đồng hồ được như đây. Nước lọc lấy đâu? Nói sao? Sao có bình? Có bình. Này à, chia bớt ra nhà hết quá trời luôn rồi. Bỏ đi. Mày lấy mớ xào sớt cuốn bánh tráng ăn. Con nó con không vượt bỉ luôn. Thôi bỏ đi, Chiến ơi nghỉ ngơi chút đi Chiến ơi. Được rồi, như đây ăn quá trời ăn nhiều hết. À không có ít lòm ngày mai ăn. Ăn ngày này qua ngày kia luôn hả? Để dành. Để dành. Nuôi đây làm tiệc cá trắng cuốn bánh tráng ở nhà Dượng Ba hả? Phú nó ăn cá trắng không được. Nó ăn cá con không được. Nói nghỉ á, mệt quá. Rồi. Vô đây ăn đủ rồi. Cho gà ăn đi. Rồi. Rồi bỏ em kia. Rồi, tạm dừng cục chín đây ha. Rồi. Giờ bỏ anh chảo xào đi. Đi vô. Mình nước mắm. Nước mắm quá. Chứ mắm. Mì mắm được. Còn quá đã. Chứ mắm thơm nước mắm đã quá. Có gì? À, đã quá. Ốp cá. Ngon quá cái gì ơi. Ốp cá đi. Này xả rồi. Xả bằm lá xào. Xả là bằm xả. Xào xả ớt. Đây một vỗ cá luôn. Đi để nói là gì ta? Nhà của Dượng Ba không có gì, có lúa à. Không có gì, không có gì mà lúa.
rách có nhiều này à, đóng như này à, chứ có gì nhiều á. Dịch nhà đẻ hả? Ừ. Phòng dịch nhà mấy trăm kính chứ gì không? Đó. Thấy không? Kính là chúng lấy chào bá nữa không? Dịch thảo dược đẻ lụm thôi. Nè. Còn mày tiêu. Một bao này mày tiêu. Từ ở ngoài Long Khánh. Tiêu là tiêu đen hay tiêu xanh? Tiêu đen. Tiêu đen à? Mở ra quay tiêu luôn. Tiêu đen này lấy ốc thành tiêu luôn á. Đó. Nè, có tiêu là các bạn ôm chứ. Các bạn có tiêu nè, đó giờ bắt bạn thấy tiêu chưa? Tiêu đen hả? Hay là tiêu luôn hả? Đó, thấy không? Tiêu không nói gì hết. Nè, từ Long Khánh gửi về tiêu chắc hộp ghê không? Hộp nào không lấy chà bá không? Ờ mày quay quay xuống rồi đó. Ờ ngon quá. Quay quay xuống rồi đó nè. Nè, con cá nè các bạn ơi. Đó, thôi ơi, diễn diễn nè. Sốc lên hả? Sốc lá cái chừng nó bay vô mặt. Không khó, sốc lên cái máy chín. Bạn ôm thơm xả chưa? Thơm giờ, quá thơm luôn. Ngon quá quý vị ơi. Bóng mùi luôn. Đông sơn cũng thấy. Dạ, đúng rồi. Cũng không có. Quá, tàu một nồi luôn. Quá là trời. Mình được có nhiêu đây đó. Có một nồi hả? Thì mời không? Đúng rồi đó. Bữa năm rồi. Bữa năm rồi. Một me gì? Chưa? Quá trời. Nó đã mua rồi, có lột nè, có làm nó cũ rồi, còn như thế nè. Dễ làm hai ngang quá vậy? Mua hả? Chứ phải hai hả? Mua nè. Bữa nó ngọt lắm. Mới cái cầm hàng vậy. Này xe mới, cái hàng mới rồi. Kệ lẹ. Không gì vậy? Mua nha, hết việc nó đâu có ra được. Vô nhà chồng. Cây nhà nhiều không có chứ trăm trái có. Một ngày. Đang là biết đổi bữa năm nào liền không? Bữa năm rồi liền không? Đó thấy chưa? Bạn thấy cái bữa chưa? Nếu dục thành dục đỏ. Dục đỏ. Một ngày. Da xanh mà ruột đỏ. Da xanh nè. Chủ yếu ngọt không á chứ. Ngọt, ruột đỏ là ngọt rồi. À, không có lấy cái bổ rồi, để con mắm nữa. Quên nữa. Bỏ đi. Hốt mẹ đi. Cái nhà ăn, ăn cá trắng. Cá trắng xào sớm, cuốn bánh tráng luôn, món dân giả luôn mọi người. Bây giờ mình có ăn chai, có ăn chai đế nữa. Ủa quá. Uống đế mới ngon. Đây uống đế cũng ngon rồi. Bạn gì vô coi. Hả? Để bạn bổ chút nữa. Ai chả rồi lấy chén cuốn lên. Cái bổ này hay anh. Ờ. Cái chút bên này. Nước dài cuốn đi. Tiền khám. Có cái này có được không nè. Rồi rồi vô bổ. Lạc thì vừa rồi đừng mà. Lạc hoàn thái vô. Có này cháu lấy mâm. Nãy nó dục mấy học tiêu vô á. Nào. Đây à? Hả? À, bao tiêu quá nha. Bấm nhịp dễ hả? Uống sẵn đi về uống đủ nha. Uống dạng ai ngon? Ai lỡ gì hỉ hỉ chảnh gì. Đó nào? Đưa đủ. Quy cái cuối quy đẹp chứ. Nè chiều á. Cái sáng gì cuối vậy? Cũng đặt. Cái sáng gì cuối vậy? Đẹp nó che vào giúp. Vậy chứ mỗng mỗng thì cuốn đúng rồi không dậu không vậy là không có cá vậy cái gì quá thì ngon. Cái này cái điện thoại ta hết tiền còn tiền chọc quay lên nãy qua ấy rồi hả quay lên đang quay clip mà mình đang quay cho mình trang mình bỏ cái bỏ rau lên ăn nè đốt lại bằng lại chua chua ngon chứ bút cá lên để lên mẹ cũng được ngon quá rồi chua cũng hơi đó nhưng bún nữa hả nhân bún nữa nè vô uống vô trời ơi bún này dính ra bún hơi dẻo nhẹo à dẻo ghê luôn bún nó sống nữa gặp mùa chưa ăn luôn hả hả giỏi đúng rồi ơi cho bánh tráng này dày thiệt bánh tráng gọi nhất nhầm bút lên thì cung bút này nào chưa chưa ăn cái nó bụng uống đi lùi đúng rồi rồi anh mới cho mắm lại cá uống gọn không thôi mời cả nhà nha bút đây nha đây
Uống nhẹ, uống chú ơi. Đủ mẹ. À, đủ. Ngồi nhức nách rồi. Ăn cái miệng mà nhức cái nách luôn á. Nè, nó không kêu em mày nó lại. Qua rồi, miếng bụng bỏ bụng. Này rót con luôn. Rót con nó cả. Uống đi. Ủa, uống vài ly ra. Ăn mềm uống trên bụng rách. Đã không, đã không? Quá đã, quá đã. Ra cái gì? Đúng hả? Quy. Lỗi. Quy. Đây rồi, đúng không? Cháu à. Ừ. Có một mươi. Gặp lại. Cái mắm bỏ mè rồi hả? Ừ. Chua chua rồi. Vì ba dầm rồi hả? Thêm không? Thôi rồi. Rồi. Dầm dầm nó ra tới mấy chua chua. Cho chua chua. Ừ. Nó không nha. Bỏ, bỏ bỏ dắm mà. Bỏ nó chanh à. Không ăn đi đâu rồi. Chê chí mẹ. Đây mồi nhá. Đây lẩu rồi đó. Bỏ vô mắt mẹ đi dầm dầm nha. Chua chua nha. Quá ngon. Trời, làm nó cực mà ăn nó ngon hơn thì mình bị bắt rồi mình ăn nó ngon. Không mà ăn cá tự nhiên lúc nào cũng ngon. Đã. Lấy con Lý à? Ôi trời. Chụp lại cá là quá trời luôn. Quá trời một nhố luôn. Ngã lòng cháu phải chừa đậm gốc. Chừa gì sao được. Ngon hết chứ. Cốt đá lại. Nó hổ đi sách gì ăn luôn đi. Ăn nhiều hết đó. Lớp mút gì có xào. Tính về theo gì cũng hay thôi. Chị cũng bỏ mấy muối vô mặn là hát con. Lý. Quá. Nó ăn luôn rồi tại. Cô ba đầu bếp không ăn. Con nhóc làm đâu vậy ba? Cái gì cháu à? Bữa nay cũng làm à? Ừ. Ngon dữ rồi. Hỏi làm đâu? Nó làm còn chậm. Cũng qua cũng qua. Thử cũng vậy. Cũng vậy. Không hả? Này xả hơi ít rồi nè. Cá này á, xả đâu được. Cá thì không xả mà. Quá trời luôn rồi. Cá thôi, cá. Tao làm cho 8 tép thì chưa vừa. Thôi thì cũng ăn nhắn. Nhám thì xả không? Xả nhiều ngon. Cái đầu cá ăn nhám được, xả thì nhám. Nãy thì kêu là cái đầu cá không chịu. Còn cá cũng thiếu rượu quá, bỏ đầu còn mẹ. Ngon quá trời ngon. Ngon. Ừ. Ừ. Cuốn cá có thể tầm mập. Cuốn cá. Đã được rồi. Kêu cái quay quê mà cứ ngon lạnh. Không thiếu à? Vậy. Cuốn cá thì được cay được chứ. Lâu. Kẹt sao cái được. Có cái xếp vừa của bạn không rồi. Nhất nó quý mặt. Nó quý. Tại đây cuốn. Nó quý. Nó quý. Nó quý. Cuốn nè. Nè, nó kéo nè. Đúng là món này là cuốn nè. Đúng là cuốn nè. Uống bia thôi. Ai uống cuốn cả. Nồi này uống bia thôi đội đời luôn. No thấy mẹ. Ăn gì. Tập 3, 4 thì uống no rồi. Uống quá thôi. Hồi nò đó chưa làm đâu. Thấy không? Hồi nò thôi chứ gì. Chú no. Đá. Đá luôn. Còn cá hà luôn. Quá trời cá ăn. Còn cái trái nhìn chở chéo luôn. Rồi hả? Hả cháu bỏ luôn hả? Quá trời hả? Đá hơn. Uống rượu rồi. Uống này chắc bằng mắt dế quá. Dâu là để dưới cá để trên, nhà cá để dưới dâu để trên. Rồi mấy cá vậy? Má, ừ. Cho bánh giá con hát này. Rồi. Nè, cái khô bốn thế vô. Mùi cứ ngắt mình nghe nói. Làm như mùi bổ ống. Nhúng nhiều quá rồi gì. Chưa mặn rồi mà. Mùi cứ ngắt hẳn. Mềm ăn được. Ba cuốn ăn nghe nghe. Ba cuốn cá trắng bự quá, cái đậu cứng. Mấy cái sạch cuốn cái sạch.
Bá trời quá. Trời bá. Có hơi lắm quá. Lắc lấy dầu kia hay có bệnh. Hả? Muốn chị chảnh rồi cũng quà của mình. Phải phiền lâu lâu giờ không coi. Cậu Sơn bệnh nhé. Biết nhà cậu Sơn không? Nhà đất nhà không biết. Cái đất nhà này á. Anh Huy biết à? Không biết nhà Úc. Nhà đấy biết không? Biết. Thì nhà đó luôn á. Nhà dậu đồ đó. Nguyễn Dã. Nhà nhớ rồi. Thôi thôi mà. Đó là cái nhà đó đúng không? Đúng rồi. Nãy chửi của bạn quá trời á. Quá trời. Chắc bỏ. Quá trời dương nó bấm cũng cả rồi, nó bấm cũng còn một dế. Thôi ăn no nữa, ăn no nay rồi. Thôi nếu mình xin dừng tay lên cái nhà xỉn rồi. Nó bay cho nó nhà. Xỉn luôn rồi.